Nga xin kính chào tất cả quý vị đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2021. Trong cái video hôm nay, Nga kính xin gửi đến quý vị cái chủ đề hôm nay là nghề nails ở Anh, một lý do làm cho cộng đồng người Việt dạy sống. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây và nga cũng kính mời quý vị vui lòng nhấn nút đăng ký để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của nga đồng thời ủng hộ kênh nhấn like nhấn share nga xin chân thành cảm ơn sự hào phóng và ủng hộ của quý vị rất là nhiều dạ đây là thông tin từ nước anh quốc xa xôi trong vài tuần qua những tiệm làm móng tay mới đã được là mở cửa trở lại sau nhiều tháng chính phủ Anh áp dụng cái luật phong tỏa bởi sự bùng phát của dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 ập đến, khiến suốt một năm trời các tiệm làm móng tay cười Việt gần như là đóng băng. Mặc dù chính phủ Anh đã tung ra cái gói cứu trợ giúp họ, đồng thời là đưa ra cái gói cứu trợ cho các cái tiệm làm móng mở lại kinh doanh với cái tối thiểu là 8.000 bảng, tất nhiên là tương đương 11 hơn 11.300 đô la của Mỹ. Dựa vào cái giá trị bất động sản đang được dùng kinh doanh sau thời gian dài phong tỏa. Dù vậy, đây vẫn là một năm khó khăn cho các tiệm làm móng tại Anh khi mà đóng cửa nhưng vẫn phải chịu cái chi phí thuê nhà và nhiều các khoản phí khác. Vấn đề này đã làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cuộc sống của nhiều người Việt ở Anh đặc biệt là những người thợ. Nails từ lâu được xem là một cái nghề nghiệp chính của riêng cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Bởi theo cái chia sẻ của nhiều người Việt là ở tại Anh Quốc thì đây là một cái nghề mang lại cái thu nhập tương đối khá và được xem là không có vất vả như những cái công việc tại các nhà hàng hay các xưởng sản xuất. Sau vài tuần đầu mở lại đông khách, giờ đây các tiệm làm móng trở nên thưa thớt khách hơn do sau một năm đại dịch thu nhập của mọi người đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng và do đó nhu cầu làm đẹp cũng giảm mấy ngày qua trên các trang mạng xã hội của cộng đồng người việt bỗng dậy sóng lý do vì sao khi nhiều người việt chỉ trích một số người việt đã dạy nghề làm móng cho nhiều người ở cộng đồng khác ở anh quốc như những người gốc Đông Âu như Ba Lan, Romania, Slovakia hay là gốc Á là Ấn Độ, Pakistan. Sau khi học làm móng xong, những cộng đồng người này hiện là đang mở cái dịch vụ tại nhà. Họ dùng các cái trang mạng xã hội như Instagram hay là Facebook để mà quảng cáo các cái dịch vụ của mình và đặt cái lịch hẹn qua điện thoại hoặc là tin nhắn. Với tiếng Anh tốt hơn người Việt và với cái chi phí thấp hơn khi làm việc tại nhà, những người này có lợi thế cạnh tranh không nhỏ và gây cái sức ép lớn lên các cái tiệm làm móng của người Việt tại Anh Quốc. Và sau đây là những cái tranh cãi trái chiều theo chia sẻ nhiều người Việt, họ cảm thấy không có thoải mái khi mà một số người Việt dạy cho người gốc Đông Âu làm móng đó là tâm lý chung khi nhiều người thợ việc đang phải là giảm cái số ngày làm giảm lương khi mà tiệm vắng khách và với họ nguyên nhân một phần từ những người thợ là làm móng gốc đông âu xuất hiện ngày một đông một cái ưu thế là họ có giấy tờ dễ dàng hơn người việt một số người khác thì không có tỏ ra là cái thái độ là phản đối với cái một số người Việt là đã dạy làm móng làm nail cho người gốc đông Âu hoặc là đông Á như là Ấn Độ hay là Pakistan. Bởi vì thực tế có nhiều trường dạy làm nghề móng đang mở tại Anh Quốc. Các cái nhóm dân tộc khác như là đông Âu, Ấn Độ đã mở tiệm làm móng tại Anh trong nhiều năm. Chỉ là không có phổ biến như hiện nay một thực tế rõ ràng, nghề làm móng không phải là cái tài sản trí tuệ riêng của người Việt. Theo đó, nước Mỹ chính là cái nôi của nghề làm móng của người Việt tại hải ngoại. Theo như quý vị biết, là diễn viên người Mỹ là cô Tippi Hedren, hiện đang sống ở bang California, là người đã mang cái nghề làm móng đến cho người Việt tại Mỹ. Trong một cái chuyến đến thăm trại tị nạn người Việt Tại Hope Village, tại một cái trại tị nạn ở Northern California, gần Sacramento, thuộc cái thủ phủ của tiểu bang California hơn 40 năm về trước. Bà đã dạy cho 20 người phụ nữ người Việt tị nạn cách làm móng tay. Giờ đây, bên cạnh những cái dịch vụ làm móng đơn thuần, khách hàng cũng muốn dùng thêm những cái dịch vụ khác ngay tại tiệm làm móng như là nối mi, nhộm cái nối lông mày hoặc là massage xa bằng đá nóng, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng khách hàng là cái hướng đi lâu dài và bền vững cho các tiệm làm móng của người Việt để mà tiếp tục duy trì cái sự cạnh tranh của mình trong cái nền kinh tế mở và thế giới phẳng như hiện nay. Tuy nhiên, cái rào cản ngôn ngữ đang khiến nhiều người Việt tại Anh e an ngại khi mà đăng ký tìm kiếm những cái khóa học để nâng cao tay nghề. Theo như tìm hiểu tại ở Anh Quốc thì đã có một số cái học viện do người Việt sáng lập và điều hành để mà dạy về làm móng nè, lối lông mi hay là mắt xa và cấp các cái chứng chỉ được các hội đồng địa phương chấp nhận. Giúp xóa bỏ đi những cái e ngại và rào cản cho các học viên là người Việt một người dạy nghề nails tại Anh Quốc cho biết rằng là cô muốn chia sẻ những cái kiến thức về ngành làm móng và chăm sóc sắc đẹp cho nhiều người, đặc biệt là cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh Quốc, giúp cho họ chăm sóc khách hàng, quản lý tiệm và nhân viên cũng như là quảng bá một cách chuyên nghiệp. Đây chính là cách góp phần giúp cái duy trì phát triển ngành nghề cho cộng đồng người Việt tại Anh. Và có thể nói rằng khi mà nước anh dần bước ra khỏi cái đại dịch covid thì nghề nails của người việt tại đây vẫn đối mặt với những cái khó khăn lớn bởi vậy khi mà thấy cộng đồng người việt tại anh cần hỗ trợ nhiều hơn nữa chủ động học thêm những cái kỹ năng mới từ là quảng bá chăm sóc sắc đẹp nâng cao chất lượng dịch vụ để mà có thể tiếp tục cạnh tranh trên cái thương trường khốc liệt như hiện nay và dạ, khi mà nói về cái kiến thức về là ngành làm móng hoặc là chăm sóc đẹp thì nga hoàn toàn là không có có là kinh nghiệm nhưng mà cái việc mà chăm sóc khách hàng nè quản lý và quảng bá một cách chuyên nghiệp thì nga có nhiều kinh nghiệm và trong cái vấn đề này là một mặt nữa đó quý vị Nga cũng từng tiếp xúc với cái môi trường làm nail với chủ tiệm nè với những người thợ và đặc biệt là với những cái khách hàng mà tới làm à, nail quý vị là Nga biết được là người ta là thích cái gì và không thích cái gì ngoài cái chất lượng sản phẩm thì cái điều mà phục vụ khách hàng nó rất là quan trọng quý vị nó có thể là nâng tầm cái tiệm của quý vị lên rất là cao đưa cái thu nhập của cái tiệm của quý vị lên rất là cao nga rất là mong mỏi một ngày nào đó nga sẽ chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm mà nga học hỏi được để mà chia sẻ lại trong một cái video để mà nếu như mà quý vị nào mà quan tâm đó, thì nga cũng rất là mong muốn có một chút gì đó đóng góp cho những à, quý vị Bà con mình nhất là trong quý vị làm trong những cái ngành nghề nails hoặc là nhà hàng hoặc là có những cái cửa tiệm đó quý vị. Phục vụ khách hàng chuyên nghiệp là cả một cái nghệ thuật. Làm mà vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, những cái chi tiết rất là nhỏ, những cái chi tiết rất là đơn giản nhưng mà sẽ gây cái ấn tượng lại cho khách hàng và làm cho người ta mặc dầu là ví dụ như trả uh, tiền cho một cái sản phẩm nó cao một chút nhưng mà cái phục vụ khách hàng làm cho sao người ta vui vẻ người ta muốn đi rồi người ta muốn quay trở lại người ta muốn tìm trở lại mình nó rất là điều rất là quan trọng và một trong những cái điều đó nó rất là đóng trong cái vai trò quan trọng nó giống như một cái linh hồn trong của cái tiệm của cái vị vậy là ngoài các sản phẩm, ví dụ như những cái tiệm nails, cho ra những cái bộ móng đẹp, những cái kiểu vẽ đẹp, những kiểu vẽ ấn tượng, nhưng mà có phục vụ khách hàng nữa quý vị. Nó rất là quan trọng cái điều đó. Nó hứa một ngày nào đó Nga sẽ chia sẻ hết từ cái tâm của mình, từ cái lòng của mình, kiến thức của mình, Nga sẽ chia sẻ để mà đóng góp một chút gì đó cho cộng đồng của mình ngoài cái việc mà phục vụ khách hàng thì nga hứa sẽ nga sẽ chia sẻ còn ở tiệm mà ở cái tiểu bang ở đó quý vị hầu hết là chủ hoặc là thợ nail là người việt mà thỉnh thoảng là có người lào còn nga không biết là cộng đồng người việt mình ở tiểu bang khác là có những cái nước nào là làm trong ngành nail mình là Nga. Nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của Nga. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now.